Xin kính chào quý vị và bà con. Đây là bản đồ dự báo ngư trường khai thác lưới vây trong tháng 10 của Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản. Những ô màu đỏ tương ứng với khu vực có thể cho năng suất cao trên 1.000 kg một mẻ, còn lại với những ô màu xanh cho năng suất trung bình từ 100 cho đến 1.000 kg một mẻ. Dự báo khu vực giữa và Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, ngày hôm nay tiếp tục cảnh báo mưa rông, kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa, gió duy trì cấp 3 đến cấp 4 và độ cao sóng từ 1 cho tới 2 mét. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa ngày hôm nay cảnh báo lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa rông, tầm nhìn xa cũng giảm xuống dưới 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 đến cấp 5 và độ cao sóng là từ 1,50 m cho đến 2,50 m Mưa rông, lốc xoáy và gió giật mạnh cũng được cảnh báo cho vùng biển ven bờ từ Nam Vịnh Bắc Bộ trở vào cho tới Cà Mau. Từ nhìn xa giảm thấp, gió cũng khoảng cấp 3 đến cấp 4. Khai thác trong thời gian này, bà con cần thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết qua Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam tần số 7906 kHz và 8294 kHz. Khi gặp sự cố thì liên hệ ngay với tần số 7903 kHz để được trợ giúp. Về thời tiết đất liền Trung Bộ, dự báo chiều nay hầu khắp các thành phố từ Thanh Hóa đến Phan Thiết có năng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất giao động ở ngưỡng 29 cho tới 33 độ. Đêm tối và đêm, toàn Trung Bộ có mưa, mưa lớn tập trung ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết mới nhất trong những bản tin thời sự tiếp theo.